Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi để cơ như nhật và cơ như quan tiến vào trong nhà đá thứ nhất tiếp nhận thanh tẩy, thì đại trưởng lão liền dẫn những người còn lại sang căn nhà đá khác, và không lâu sau, thì đám người cũng đến được căn nhà đá thứ hai. Lúc này, hủ dị ma quân đi lên, tay phải đặt lên trên cửa đá, tức khắc một đạo hắc sắc vần sáng hiện lên, cửa đá dần dần mở ra, thế nhưng theo đó là một cổ khí tức âm lãnh từ bên trong tràn ra ngoài. Cảm nhận được cổ khí tức âm lãnh này, đám võ giả không khỏi hít vào một hơi khí lạnh người nào người nấy đều nổi hết cả da gà lên hủ dị ma quân thấy vậy cũng không có giải thích gì mà liền lên tiếng thúc giục đây chính là nơi mà các ngươi tiếp thu tẩy lễ tất cả mọi người mau tiến vào thôi chúng ta sẽ ở ngoài chờ các ngươi tẩy lễ kết thúc đám người nghe vậy thì có chút chừng chờ không dám bước vào còn về phía tầng trần bởi vì biết rõ bên trong nhà đá này là gì thế nên hắn liền quay sang đại trưởng lão lên tiếng hỏi đại trưởng lão vì sao trong nhà đá này lại không có khí tức của linh dịch mà hình như lại có một khí tức vô cùng âm lãnh, làm cho ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Nghe Tần Trần hỏi vậy, đám người hút đông thăng trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, đồng loạt quay sang nhìn đại trưởng lão. Bị mấy con mắt chăm chú nhìn mình như thế, đại trưởng lão cười to mấy tiếng, rồi giải thích, theo như hắn nói, thì nhà đá này có khí tức âm lãnh, là do dùng huyền minh thạch xây thành, còn về vấn đề không cảm nhận được khí tức linh dịch là do linh dịch ở đây mỏng manh hơn rất nhiều so với chỗ của đệ tử cơ gia tiếp nhận thanh tẩy, thế nên đứng ở ngoài này mới không cách nào cảm giác được. Nghe được lời giải thích này của đại trưởng lão, ngoại trừ tần trần ra, thì đám người hút đông thăng đều khẽ gật nhẹ đầu một cái, hiển nhiên là đồng tình với mấy lời mà đại trưởng lão vừa nói. Rồi sau đó, hút đông thăng là người đầu tiên bước vào, mà đám võ giả phía sau thấy vậy cũng nối bước đi theo, chỉ có mỗi tần trần là vẫn đứng ở cửa, khí sắc có chút u ám khó coi, giờ phút này, trong lòng hắn vạn phần nôn nóng, không biết làm sao mới có thể thoát được khỏi nơi này. Đứng ở bên cạnh thấy vậy, đại trưởng lão cười tủm tỉm quay sang hỏi, thiết ngư tiểu huynh đệ, ngươi không phải muốn gặp như nguyệt sao? chỉ cần thanh tẩy kết thúc ta sẽ dẫn ngươi đi gặp như nguyệt ngay ngươi làm sao còn không đi vào đi trên mặt hiện lên nụ cười khổ tần trần gãi đầu lên tiếng nói đại trưởng lão ta cứ cảm thấy trong thạch thất này có một cổ khí tức không thoải mái làm ta thấy có chút khó chịu nghe tần trần nói vậy hủ dị ma quân liền đi tới trầm giọng nói tiểu huynh đệ không phải ngươi có bệnh chứ nếu thế để ta đến kiểm tra một chút xem thân thể ngươi có chỗ nào không ổn mặc dù trong lòng nôn nóng muốn thoát ra khỏi đây thế nhưng tần trần cũng không thể để cho hủ dị ma quân tùy ý kiểm tra thân thể mình Ai mà biết hắn có thể tra ra thứ gì đó hay không, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Đối mặt với hoàn cảnh trước mắt này, Tần Trần cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh hành sự mà thôi. Trên mặt hiện lên nụ cười xấu hổ, Tần Trần lên tiếng nói, không cần phải kiểm tra đâu, khả năng do ta tâm lý quá mà thôi. Dứt lời, Tần Trần liền xoay người đi vào trong nhà đá này luôn. Ngay khi Tần Trần vừa đi vào, thì cửa đá bên ngoài liền hạ xuống, triệt để phong tỏa cửa ra. Lúc này, dị hữu ma quân mới quay sang đại trưởng lão cười âm lãnh nói, tên tiểu tử này trực giác đúng là nhạy cảm không hổ là người của lạc huyết sơn mạch đại trưởng lão lần này ngươi mang thiên tài như vậy qua đây lão tổ hẳn là rất thỏa mãn thế nhưng cũng không thể vì chuyện đó mà có thể rửa sạch tội danh để cơ như nguyệt chạy trốn của ngươi đâu quay lại với đám người tầng trần sau khi tiến vào trong nhà đá kia thì cả đám có chút sững sờ khi không thấy có một chút linh dịch thanh tẩy nào ở đây cả trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một cái tế đàn đen kịch nằm ở trung tâm mà thôi trong khi đám người đang nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh căn phòng này thì đột nhiên có một cổ lực lượng âm lãnh từ tế đàn kia bộc phát ra, trong nháy mắt liền đảo qua đám người ở đây, làm cho người nào người nấy đều cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra vậy. ngay sau đó là mấy tiếng cười âm lãnh vang lên. lúc này cả đám võ giả cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy, ở trên tế đàn kia đang không ngừng tản mắt ra vô số hắc sắc ma khí. về phía tầng trần bị cổ lực lượng kia quét qua cũng chỉ khiến hắn cảm thấy có chút mê muội mà thôi. đứng ở giữa đám người nhìn đến tế đàn trước mặt, từng trần có thể cảm nhận được từng cổ dị ma tộc khí tức trong tế đàn này đang chậm rãi khôi phục đến cuối cùng sẽ lao ra khỏi tế đàn rồi bắt đầu đoạt xá thế nhưng hắn cũng không biết được tế đàn kia là thứ gì mà lại có thể dẫn dắt dị ma tộc qua đây được đúng lúc này đột nhiên hắn nhớ đến lão nguyên thế là ngay lập tức từng trần liền câu thông với càng khôn tạo hóa ngọc điệp đem lão nguyên đánh thức dậy mà tại thời điểm Tần trần câu thông với càng khôn tạo hóa ngọc điệp thì cơ hồng trần và cơ như nguyệt cũng chứng kiến được hết thảy cảnh tượng xảy ra trong nhà đá này làm hai nàng không khỏi kinh hãi về phía lão nguyên bị Tần trần đánh thức thông qua càng khôn tạo hóa ngọc điệp nhìn ra trong ánh mắt nó hiện rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy tế đàn màu đen trong căn phòng này ngay sau đó là thanh âm tràn đầy khiếp sợ vang lên đây là chuyển kiếp tế đàn tiểu tử ngươi đang ở địa phương nào nghe lão nguyên nói vậy từng trần cũng không hiểu gì nên liền lên tiếng hỏi lại xem chuyển kiếp tế đàn đến cùng là thứ gì mà lại làm cho lão nguyên sợ hãi như thế cố gắng trấn định lại tinh thần lão nguyên trầm giọng nói ra theo như nó nói thì chuyển kiếp tế đàn này chỉ có cấp bậc ma chủ mới có thể bố trí được tác dụng của nó là hấp dẫn linh hồn của dị ma tộc chết trận trở về để có cơ hội đoạt xá sống lại lần nữa biết được tác dụng của tế đàn này xong làm sắc mặt từng trần trầm hẳn xuống sau một hồi thì lên tiếng hỏi lão nguyên xem làm như thế nào mới có thể phá hủy được tế đàn này cười to mấy tiếng lão nguyên lên tiếng trả lời làm sao phải phá hủy chứ đối với nhân loại các ngươi thì linh hồn dị ma tộc là thứ nguy hiểm thế nhưng đối với ta mà nói thì đó chính là vật đại bổ ta có thể thông qua thôn phệ đám linh hồn này để khôi phục thực lực bản thân từng trần nghe vậy thì mừng như điên hiện tại hắn đã không thể quản được quá nhiều chuyện thế là hắn liền để cho lão nguyên xuất thủ ngay mà lúc này ở bên trong phòng đá âm khí trên chuyển kiếp tế đàn đột nhiên đại thịnh từng đạo hắc sắc ma khí từ bên trong tế đàn không ngừng bay ra đến cuối cùng hóa thành từng khuôn mặt dị ma tộc nhìn xuống đám võ giả nhân loại trên sân nhìn thấy những thứ này đám người hút đông thăng vạn phần hoảng sợ tất cả đều vội vàng lui lại thế nhưng dưới khí tức âm lãnh kia bao phủ xuống làm bọn họ ngay cả động đậy cũng không được chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn mấy bóng đen này lao tới mà trong số những bóng đen này cũng có một cái tu vi khá cao để ý đến từng trần ít nhất cũng phải là một tên ma quân cấp cường giả thế nên khi nó lao tới tầng trần mấy bóng đen khác đều phải tránh sang hai bên mở ra một con đường cho nó lao đi thuận lợi tiến đến trước người tầng trần một cổ âm lãnh lực lượng tràn ra trong nháy mắt đã chui vào trong đầu tầng trần để bắt đầu đoạt xá rồi thế nhưng vừa mới tiến nhập vào trong não hải tầng trần thì một viên kim sắc ký sinh hạt giống liền xuất hiện trong nháy mắt đã đem linh hồn của tên ma quân này bao vào bên trong về phía linh hồn của tên ma quân kia ngay khi nhìn thấy kim sắc ký sinh hạt giống thì liền bị dọa cho thiếu chút nữa hồn phi phát tán và không cần suy nghĩ nhiều linh hồn tên ma quân này vội vàng lao ra khỏi đầu tầng trần ngay thế nhưng đúng lúc này lão nguyên cũng xuất thủ một cổ nguyên thú lực từ càng khôn tạo hóa ngọc điệp tiến nhập vào cơ thể tầng trần trong nháy mắt đã đánh vào linh hồn của tên ma quân kia rồi cảm thấy bản thân bị nguyên thú lực đánh trúng linh hồn tên ma quân kia kêu thảm một tiếng thanh âm tràn đầy hoảng sợ vang lên nói đây là nguyên thú lực tại sao ở đây lại có nguyên thú lực lời này vừa dứt thì linh hồn của hắn cũng bị nguyên thú lực kia đánh nát sau đó thì bị lão nguyên kéo vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp bắt đầu thôn phệ thôn phệ xong linh hồn của tên ma quân này làm cho lão nguyên hưng phấn không thôi theo đó một cổ nguyên thú lực gấp 10 lần khi trước trong nháy mắt lan tràn ra đem cả tòa thạch thất này bao vào bên trong theo cổ nguyên thú lực này lan tràn ra tức khắc khiến cho đám linh hồn dị ma tộc kia sợ hãi thất thanh hô lớn nguyên thú lực tại sao nơi đây lại xuất hiện nguyên thú lực thế nhưng lời này vừa dứt thì vô số tiếng kêu thảm thiết liền vang lên mà cổ nguyên thú lực kia cũng theo đó mà bao phủ xuống đem đám linh hồn dị ma tộc kia hấp xả vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt liền bị lão nguyên nuốt vào trong bụng trở thành vật đại bổ cho nó mà lão nguyên cũng không có độc chiếm hết đám linh hồn dị ma tộc này ít nhất nó cũng đem một ít tinh thần linh hồn lực lượng mà bản thân đã thôn phệ được truyền vào trong thân thể của tần trần và cơ như nguyệt giúp hai người này tăng lên lực lượng linh hồn của bản thân ngay cả cơ hồng trần bởi vì ở đây mà cũng được hưởng ké không ít chỗ tốt lực lượng linh hồn của nàng cũng được đề thăng lên ít nhất mấy lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đám linh hồn dị ma tộc ở trong thạch thất này đã bị lão nguyên thôn phệ sạch sẽ mà những linh hồn dị ma tộc được chuyển kiếp tế đàn kia tiếp dẫn đến đây, do không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện gì, hơn nữa bởi vì cảm nhận được còn rất nhiều khí tức của võ giả nhân loại ở bên ngoài, thế nên từng cái từng cái linh hồn dị ma tộc vẫn cứ tiếp tục lao ra khỏi tế đàn. Kết quả là mấy cái linh hồn này vừa mới lao ra khỏi tế đàn, còn chưa kịp nhìn trời đất xung quanh như thế nào thì đã bị lão nguyên thôn phệ rồi. Ngắn ngủi trong thời gian một nén nhang, đã có mấy chục linh hồn dị ma tộc bị lão nguyên thôn phệ, mà những linh hồn này vẫn từ trong chuyển kiếp tế đàn liên tục lao ra không ngừng đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi để biết động tĩnh mà tần trần và lão nguyên gây ra có bị hủ dị ma quân và đại trưởng lão phát hiện hay không thì hẹn gặp lại mọi người trong tập sau nhé